Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hey, hôm nay thì sáng giờ thì mình chạy gần 12 tiếng rồi mọi người ơi. Hôm nay mình chạy gần 12 tiếng mà doanh thu sáng giờ chỉ có được 600 ngàn thôi. Trừ tất cả chi phí được 600, 12 tiếng. Trời ơi, mình chạy cực kỳ gọi là ế luôn mọi người. Rồi mình kể một cái câu chuyện này ra cho các bạn nghe, các bạn tức lắm luôn á. Buổi sáng các bạn chạy từ sáng cho tới gần 12 giờ rưỡi hay 1 giờ đó. Rồi ở trong áp mình á, hiện tại bây giờ là chỉ mới được có 189 ngàn thôi. Tự nhiên đâu có cái chú ráp kia kìa, vui lắm đó các bạn. Chú ráp đó tới nói á, sáng giờ chú chạy cũng khá là ít, không có nhiều. Trời ơi, bật cái doanh thu ra hả, đưa cho mình coi 600 mấy chục ngàn mà ta nói hạ là tới gần 300 hình như là 300 mấy chục ngọc gì đó. Mà ngày nào á chú kêu á là chú 4 giờ sáng chú ra chú chạy. Chú chạy quá trời chạy luôn. Mà công nhận áp chú mạnh thiệt luôn các bạn, mình coi hết hồn luôn. Tại vì á mình có 189 ngàn, chú hạ lên tới 600 mấy chục ngàn là các bạn biết rồi, lấy mốc 2. Thường á là mốc 2 sẽ là hưởng được 180 ngàn á. Hơn 180 ngàn thì các bạn biết rồi, hơn 180 ngàn thì sáng thì chú chạy từ 4 giờ cho tới gần 1 giờ đi, thì trừ là cho là 500 là không được, là chú chạy gần sáng trong app là có 400 mấy chục ngàn á, cộng luôn tiền hưởng á thì mới ra tới 600 mấy chục ngàn. Mà mình công nhận nha, chú đó lớn lắm luôn rồi mọi người, lớn có chừng 50 mấy tuổi mà chạy chiếc Future Neo. Ta nói hả, công nhận á, chú đó bào ghê thiệt luôn á. Trời ơi, sức đâu mà chú chạy ghê thiệt, còn chạy hơn mình nữa. Mình thì chạy bây giờ là mình mới được có 600 mấy chục ngàn à, chưa tính tiền cách to này kia, là mình trừ ra tất cả được có 600 ngàn thôi. Mà sáng thì cái chú đó chắc giờ mà chạy tới tới chiều tới tối giờ chắc mình nghĩ là cũng rơi vào mốc 2 và rơi vào tiền áp chắc cũng lên tới 1 triệu rồi đó. Trời ơi, chạy ráp ngày 1 triệu khá là kinh khủng luôn, không hề nào mình tin được cái chuyện đó luôn á. Chứ hiện tại là mình đang đi về, mình đang điều hướng về, có cuốc chạy không có cuốc thôi cũng về khá mệt mỏi rồi. Nãy giờ mình điều hướng cũng gần 1 tiếng đồng hồ mà đó không có nộp cuốc cho mình. Giờ mình đang trên đường Nguyễn Trãi, một trong những con đường bán quần áo khá là nhiều luôn nè. Thì mọi người biết rồi đó, đường này thì vào gần dịp mà lễ theo kiệu gọi là gần Tết á, thì cái lượng bán hàng ở đây khá là nhiều luôn á. Thật ra là sáng giờ các bạn biết không, mình ra xe từ lúc 8 giờ đi, hiện tại bây giờ là đã là 8 giờ rồi, 12 tiếng khá là mệt mỏi luôn á, nghỉ chưa nửa tiếng, chạy liên tục tới giờ mà nó đuối luôn á. Bây giờ là người mình nó bắt đầu mệt mỏi, giờ là về nhà, sau đó là mình sẽ ăn nhẹ, sau đó thì nghỉ ngơi. Tại vì các bạn biết rồi, ngồi trên xe hay lái xe nè mệt lắm. Hôm nay không biết có gái xinh không để mình quay cho mọi người xem, chứ thường ngày á là mình đi là mình thấy là bắt gặp khá là nhiều chị mặc đồ sexy luôn á, còn bây giờ thì mình chưa thấy. Hiện tại là đang ngồi đang đi đường Nguyễn Trãi với lại đường Huỳnh Minh Đạt. Thường thì mình sẽ chạy khá là lẹ và khá là nhanh, nhưng mà hôm nay thì mình cứ đi từ từ, mình vừa đi mình vừa nói chuyện với mọi người. Trắng quá trắng luôn, mà ảnh chạy nhanh quá mình không đuổi kịp. Thật ra là mình đuổi vẫn kịp, nhưng mà mình cứ đi từ từ mình ngắm thôi, ngắm đường phố nè. Một ngày khá là buồn, hôm nay là mình không có vui. Tại vì hôm nay khách đặt ráp mình nó toàn là hủy cuốc không à.
cứ chạy tới nơi là khách hủy, cứ chạy tới nơi là khách hủy, hủy vậy là mình sẽ bị treo app và mình sẽ không chạy được, dẫn đến với cái tình trạng là mình sẽ không được ra phát cuốc nữa. Nó kỳ cục vậy đó mọi người, chán lắm. Hôm nay là chạy được 26 tiếng rồi, cũng khá nhiều, cũng không ít. Thường ngày là mình chạy tới ba mấy cuốc á, nhưng mà do hôm nay á, mình về sớm, với lại mình điều hướng sớm quá nên nó không có cuốc luôn. Ở phía bên tay trái mình có bán bánh canh giò heo, cuốc bên này bán bánh canh giò heo ngon lắm. Để bữa nào mình quay, mình vô mình quay cho mọi người xem. Giờ thì mình phải về, tại vì hôm nay mệt nên mình không có hệ nào mình quay cho mọi người xem được cả. Với lại mình mới ăn xong nên không hệ nào mà vô đó mà ăn thêm một tô bánh canh giò heo để quay cho mọi người xem được cả. Rồi bây giờ là mình đã tới ngay cúc An Bình. Trên này là đường Nguyễn Chí Phương nè. Khúc này thì đa phần là khá là đông xe luôn á, xe khá là nhiều. Tại vì xe ngay cái khúc này là đường hướng lên cầu á mọi người, đường một chiều nên nó rất là đông. Thì được cái trời khá là mát mẻ, nhưng mà mình chạy ráp thì ít khi nào mà có cuốc nhiều vào buổi tối lắm. Wow, mặc đồ mát mẻ dữ luôn trời. Trời ơi, ta nói hả, mộng đồ mà nó mộng nhánh luôn đó mọi người. Mà về tới này, tới ngay khúc đường Trần Hưng Đạo nó đông ghê á, đông ơi là đông luôn. Rồi chúng ta đang ở ngay đường Trần Hưng Đạo với lại Tảng Đà. Giờ cái khúc trường Trần Hưng Đạo ngay khúc này là phần lúc nào cũng đông xe hết, xe nhiều lắm. Dù sao thì mình cũng cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu thấy video mình hay thì hãy nhớ là follow bên mình, đăng ký kênh, like và bình luận để mình làm những video sau hay hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ đi về đây, tại vì cũng đã quá là trễ rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Bye bye và hẹn các bạn ở các video sau. Bye bye mọi người nha.